alo thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Gian khó, anh chỉ cần lý do, em chỉ cần nói có, anh sẽ yêu em chẳng đắn đo. Tiền thì anh không có, chung thủy thì không phải lo, em chỉ cần nói có phần có. Em cũng cần có một người bên cạnh. Quên mất là em cũng đang chờ điện thoại của anh. Tình yêu đâu phải lúc nào đợi tới lúc anh đánh rồi thì anh mới cảm thấy cần tới. Bận tới nỗi quên mất là em cũng cần. Gia đình chỉ sống cùng mẹ tôi với cha mình, không ai dạy dỗ nên để sống xô. Bao nhiêu anh trai thôi lấy đời cho giặc sống vỗ, vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban. Thông minh khí phách sống cùng lời than, giang hồ vốn dĩ cần cái đầu lạnh. Không sai không đúng mà chỉ cần cái công quyền mạnh. Cùng vài phút yêu thương nếu có là yêu nhau, điều đó cũng bình thường. Anh biết người theo không thiếu, hay là kén cho nên không chịu. Dịu dàng nhỏ nhẹ và khó hiểu, người như vậy bao sao nhạc không phiêu. Hình tập đẹp dày đẹp như đi vào, mờ ảo như một làn khói chia xa. Cháu xin thề, cháu yêu Đào. Bác mà cấm chúng cháu không gặp nhau là cháu cắt đứt tay. Rồi mai đến đi mau đau thương chân lưng lối đi.
Phải đẹp trai ăn chơi lắm tiền nhà điều kiện, bọn em mới chịu gặp mặt bay lắc đi bà. Tiêu tiền đô la sẽ toàn xe tay ga và bốn bánh cơ. Și acum să vă cânt o piesă din la 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 la. Mẹ nâng con dậy bước con đi, mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh ngay chồng mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tai họa với đứa con. Là bởi vì họ không tìm thấy chúng ta thôi. Chúng ta không được để họ tìm thấy. Trời ơi, con gái miền Tây đẹp quá cháy. Tía anh nói có ưng cô nào nhớ ghé qua nhà cho má thấy. Đất miền Tây còn bay thẳng cánh, ngoài đồng ruộng nước lũ còn dâng. Tình của anh cũng như cây lúa, hết mùa lũ nó cũng còn thân. Cô em ơi cho anh hỏi nhỏ, ruộng của em có ai? Rất nhiều người thắc mắc muốn biết. Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu, Lưu được 11 tháng tuổi rồi. Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký. Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký. Con dê nặng 35 đó ông nội. 35 ký. Trời ơi mày. Đời công nhân bao bộn bề âu lo, ta tìm gì đây giữa sao hoa thị thành, đổ vội chén cơm cho kịp giờ. Chẳng chịu chia lìa.
gì?